đấy, ông Đức Phổ ông Nam mà là mấy mấy cái thằng trẻ thì chơi mà mấy thằng già thì lồm nhiều quá. Lồm là làm đấy, anh Hoàng nghe đó có cái gì thì tốt lắm để chúng làm ông gì thì ông không đi được, thế ông mới phải ngồi một chỗ thôi. Phải chuyển tuần lớp trẻ thì nó cứ bay nhảy như ngựa lên cái này, nó bay cái tung hoành để cho mất trả đi đã lấy rồi. Tao đãi mà đang bảo mày nói chuyện tao thường mày chửi bậy. Tao ông nói lại mà cho là mày thằng thằng tao dự để giống hệt thằng sang nói lắm. đi theo ông già sang rồi mà đi theo ông già mìn cho nên là bây giờ là học cách nói của ông ấy. lấy đất cho các bác ấy, xong rồi là gói lại 6 cái gói đấy nhá, xong rồi nghỉ một tí rồi chuẩn bị làm tiếp nhá. Dạ, 15 phút đi em ạ. Nhưng mà thì phải gói cho em bọc lên cho quá đi. Dạ, vâng, vâng. Ôi khách, có được số mà. Bây giờ nói chuyện riêng 15 tí đi. Dạ. Vâng, thôi đây. Đây, đây, đây nói chuyện riêng đó, tí tí anh Thành còn nói nữa cơ mà anh nói nghỉ tí. Lát lát thì Thành nói chuyện với hàng cho em đi nhá. Anh Thành nhá, chuẩn bị 26 thì vào Sài Gòn, 28 thì em tới Cửa Bang. 29 thì là có kế hoạch làm việc với các bác, với chú, với huyện ủy về cái năm 2005 đấy. Gia đình hướng 2006 về kế hoạch đó. Anh Thành nhá, anh chỉ đạo tinh thần cái anh nói bác đãi xem là sao cho nó kết quả được. Và để cô Hằng sang năm 2006 cô lại có một cái quyết tâm cao hơn nữa và giúp cho chúng ta để làm sao tìm được nhiều hải cốt liệt sĩ của 2006. Thì báo cáo với các bác đãi, với các anh, các bác, các anh, các chú trong đó về cái tinh thần đi Cửa Bang chuyến này là như vậy. Thời gian của ban chỉ có một ngày là ngày 29 thôi. Đêm 28 thì chắc là em ở ngoài An Khê rồi. Em ở trong đó có không rô cho nên sợ không dám vào. Không biết có đúng không? Cái kết quả như thế này là tốt lắm rồi đấy. Thì chuyện anh Hòa ơi, anh quay, quay chuyện với anh Hòa nhé. Anh Hòa ơi. Có này. Đèn có đủ ánh sáng không? Bây giờ là điện đến đây rồi. À có điện rồi không? Có điện rồi, sáng lắm. Vâng, anh chưa cẩn thận chính xác tí nhé, có là các bác ấy, nhầm lẫn là cũng khó khăn cho các bác rồi đấy. Dạ, chắc các bác có phù hộ cho nên tự nhiên là bùng lên sáng lên luôn rồi. À, bùng sáng lên rồi không ạ? Vâng, trong anh hay mất điện nhỉ? À, thôi nghỉ tí đi nhé em nhé. Vâng, 5 phút nhá, rồi em quả lại nhá. Chỉ cho bác rồi. Rồi, em đi. Chú Sang ơi. Em đang ở trên nhà, em đang làm việc với các liệt sĩ. À, tắt luôn, đây đây. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Được một tiếng không? Chưa được. Dạ. Được gần. Vâng. Chú Chắc phụ trách 3 gói để chú Chắc lấy ra đi. Xong bây giờ chú Chắc đánh gói số 1, gói số 2, gói số 3 cho cháu đi. Rồi. Đánh dấu vào gói ấy, mà cái gói hải cốt mình vừa mới mang xuống ấy. Đây, đánh một cái gói hải cốt là lần 1, 2, 3, nó đánh ra lại lấy gì đấy. Đây, đánh dấu vào 3 gói xong rồi để thứ tự. Đấy, để chỗ coi như chỗ chân chú Sang ngồi này, chỗ anh Hòa đấy gói số 1 này. Đấy, xong đến gói số 2 tiếp theo để từ trái sang phải cho dễ nhá. Đấy, rồi gói thứ 3. Đấy. Vâng. Có hình đấy. Tâm hồn đang nó mất cái tâm linh. Đấy, như vậy là cái số lượng mà tìm hải cốt liệt sĩ ở Cờ Bang tỉnh Gia Lai thì, bắt đầu thì khởi nguồn câu chuyện từ năm 2001 với hàng nhận lời cùng với đoàn để đi tìm hải cốt. Lúc đầu tìm được 8 bác
đến nay thì đã nhiều đợt tìm tổng số được 200 người. Trên cái trận đấy hy sinh được khoảng 500 người. Đây phải nói là cái cố gắng hết sức là vất vả. Thật ra là như là các anh các chị đã đi cùng mình trong những các cái chuyến đi Tây Nguyên để tìm lại các hải cốt của những anh hùng đã hy sinh trong năm Tây Nguyên. Bây giờ thì lãnh đạo của huyện Cờ Bang cũng như ủy ban nhân dân huyện ủy cũng đã có những cái văn bản, cũng có cái những công văn gửi ra để cảm ơn cô Hằng. Sau đó may quá mình được ghé nên là cảm ơn thân nhân gia đình liệt sĩ Phạm Văn Mẫn. Lúc nào cũng nhắc đến mình bởi vì là lúc nào anh em bị OB cô Hằng mà. Đấy, cho nên đối với đóng góp của Tây Nguyên nói chung và huyện Cờ Bang nói riêng, tôi cho là đây một sự nỗ lực lớn. Có lẽ người thường có khi chẳng là bình thường với một số lượng liệt sĩ lớn một vùng mà như vậy lớn quá, đây là phải nói là cái đóng góp lớn. Thì góc độ cá nhân cũng như là thân nhân gia đình liệt sĩ thì cũng luôn luôn động viên cô Hằng là vui vẻ, đừng có nghĩ những cái gì đó cá nhân của người khác nhé, ghét cái cá nhân của mình, ta hiểu được công tác chung của vấn đề thì có thể nói liệt sĩ như vậy. Tôi mong đồng chí Dương rồi đồng chí Đinh Thật, đặc biệt là phóng viên nhà báo ngôn luận tiếng nói của hai chiều để phản ánh cho những người được đi tìm và những người tìm được để sao động viên đồng chí Hằng có những cái sức khỏe như tinh thần tiếp tục phục vụ cho công việc này, không những là Tây Nguyên mà còn nhiều các tỉnh các vùng xa. Thì mong muốn của thân nhân gia đình sĩ là mong muốn đó. Tôi chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đây là phát biểu của Hằng, là cô bắn súng lục vào hai tay. Hằng ơi Hằng, bây giờ đây rất nhiều người biết em có một cái bài thơ rất hay, em có thể đọc lại bài thơ đó được không? Em nói mấy câu rồi em đọc lại bài thơ cho các bạn. Tại sân cờ Bang. Tại sân cờ Bang là sáng tác tại chỗ được. Cái khung cảnh này không phải để cho đọc thơ nhớ đến liệt sĩ. Xung quanh là bề bộn bia rượu đồ nhậu không 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 phải. Không phải là cái khung cảnh ở thiên nhiên lần trước. Đang chia xương đọc bài thơ này. Đây cũng có xương. Em vẫn có thể đọc được. Đang muốn tưởng tượng đọc lại, đọc lại. Không cần một thưởng thức thôi. Đây là karaoke. Không, tức là nếu mà nói là cái phải là cái tâm trạng hôm nay là anh em mình đi ăn cơm với nhau để mừng mừng cho cái đợt cuối cùng của năm 2005, chuẩn bị ngày 22 nhân ngày quân đội nhân dân Việt Nam ấy. Là mình tổ chức cái lễ truy điệu để những liệt sĩ mà đã tìm kiếm được trong chiến dịch tìm kiếm 10 ngày qua, là bắt đầu từ ngày 10 cho đến ngày 19. Thế là mình phải làm cái lễ ở gần nhà Mẫn chứ, phải ở chùa gì thế hả? Ngày mai trong kia làm. Là trong kia làm. Tây Nguyên làm lễ truy điệu để đưa các liệt sĩ về Nha Trang. Thì bắt đầu làm từ mùng 10 thì hôm qua là chiều ngày 19 là kết thúc. Buổi sáng này. Buổi sáng này làm nốt công việc, tức là có một cái huyệt là có 3 liệt sĩ thì mình chia. 3 liệt sĩ chết chung một hố thì chia nốt, chia phần hải cốt của 3 liệt sĩ là kết thúc. Như vậy là được cái sự, thứ nhất là phải là sự linh thiêng phù hộ của các liệt sĩ, và thứ hai nữa là tấm lòng của đồng bào nhân dân Tây Nguyên cũng như là chính quyền địa phương của huyện Cờ Bang Tây Nguyên. Thì trong 3 năm vừa qua, từ 2002 cho đến cuối năm 2005, và đã hành được 215 hải cốt liệt sĩ để đi về nghĩa trang liệt sĩ của huyện Cờ Bang. 215. Dạ. Tức là tính đến ngày hôm nay đấy phải không em? Tính cho đến ngày hôm nay. Hôm nay là bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là 20 nhỉ? 215. 20 tháng 12. Vâng, năm 2005. Thì bắt đầu cái đợt bắt đầu tìm kiếm theo quy mô là từ ngày 28 tháng 3 năm 2002. Cho đến ngày 20 tháng 12. Anh xin lỗi, bắt tay trái. Dương này, chụp thì quá đẹp. Chào đội bò tót nhé. Bắt tay đi. Chào đội bò tót. Vẫn còn đây là xì phí nốt. Đấy, chờ ông bạn ấy lên. Bắt tay bạn gái kìa. Đồng chí tuần sau tôi sẽ gửi cho đồng chí. Cảm ơn Hùng nhiều nhé. Cảm ơn Hùng Vy nhé. Hoành tràng nhé. Bò thì bò rồi, nhưng mà chưa tót bò giờ. Mai à? Mai hẹn đồng chí này sang kia. Ngày mai gặp đồng chí Hằng bên. Vâng, sáng mai đồng chí Tuấn lại đồng chí Hằng sang. Xin chào bạn, chào bạn. Sáng cả. Ngày mai tháp tùng khu quân. Đây rồi. Thì thật ra là trong cái trận này thì hy sinh rất là nhiều. Cái con số 215 chúng ta tìm kiếm được cũng là một phần rất là đáng kể, nhưng mà cũng chưa phải là nhiều so với số liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh ấy. Tức là ngoài 215 liệt sĩ đã được đưa về nghĩa trang, trong số 215 liệt sĩ đấy cũng có
một số liệt sĩ đã được thân nhân đến nhận.